ngày 22 tháng 1, Đài Loan ghi nhận thêm 6 ca nhiễm nhập cảnh từ Indonesia, Philippines và Cameroon. Ngoài ra, trong vụ lây nhiễm tập thể tại Bệnh viện Đào Viên, lại thêm 2 ca nhiễm mới. Trong đó là một nam bệnh nhân trên 60 tuổi bị lây nhiễm từ cô y tá từng chăm sóc cụ. Còn một ca khác là con gái của cụ ông cũng được xác nhận bị nhiễm COVID-19. Trước tình hình lây lan của dịch bệnh, Trung tâm chỉ đạo sẽ ban hành biện pháp mới trong phòng chống dịch bệnh. Sau khi Bệnh viện Đào Viên bùng phát vụ lây nhiễm tập thể của y tá bác sĩ, ngày 21 tháng 1 lại có thông tin hai nhân viên phụ trách điều tra dịch bệnh của Cục Y tế Đào Viên nghi xuất hiện triệu chứng bị sốt, tiêu chảy. Theo đó, tòa văn phòng Cục Y tế khẩn cấp tiến hành khử trùng, toàn bộ cán bộ nhân viên tạm cho sơ tán ra ngoài. Cục Y tế cho biết hiện hai nhân viên này đều cho kết quả xét nghiệm âm tính, kêu gọi mọi người không nên lo lắng quá mức. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến nhiều cửa hàng tiện lợi bao gồm cửa hàng High Life, 711 và OK Mart thuộc khu vực Đào Viên đều tuyên bố không mở cửa khu ăn uống cho người tiêu dùng. Tất cả cửa hàng 711 ngừng bệnh viện cũng tạm đóng cửa nhà vệ sinh không cho sử dụng. Cửa hàng Family Mart cũng quyết định tạm đóng cửa khu vực ăn uống trong cửa hàng, tăng cường khử trùng một ngày 6 lần. Còn chi nhánh siêu thị Costco ở Nạn Khàn, Trung Ly cho giảm một nửa số chỗ ngồi và cố định khử trùng các xe đẩy trong siêu thị. Gần đây, siêu thị Bách Hóa Tung 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 Kỳ của Nhật chính thức khai trương tại khu Ximenting Đài Bắc, thu hút người dân xếp hàng dài trước cửa. Tại đây bán đủ các mặt hàng và hoạt động 24/24 giờ, nên từ sáng tới tối đều thu hút rất đông người tới xếp hàng mua sắm. Nhưng gần đây, tình hình dịch COVID-19 ở Đài Loan trở nên căng thẳng, khiến mọi người lo ngại tụ tập đông người như vậy sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Cục Y tế thành phố Đài Bắc yêu cầu sức chứa cao nhất trong cửa hàng Đung Kỳ phải giảm từ 350 người xuống còn 250 người. Hiện doanh nghiệp quy định số người xếp hàng là 200 người, mỗi đợt sẽ có 20 người vào mua sắm. Nếu số lượng người xếp hàng vượt quá quy định, thì phát cho người tiêu dùng một chiếc vòng đeo tay để vào theo thời gian ấn định. Ông Trần Thời Trung, chỉ huy trưởng Trung tâm Phòng chống dịch bệnh cũng kêu gọi người dân nếu thấy cảnh xếp hàng dài thì nên đổi sang ngày khác mua sắm. Vi khuẩn hình cầu màu sắc rực rỡ, lớp lông tơ trên bề mặt không ngừng đông đưa. Chủng virus khiến con người ghê sợ này chính là dung mạo của virus corona chủng mới hoành hành trên toàn cầu, khiến hơn 96 triệu người bị nhiễm bệnh, được phòng thí nghiệm Design Lab của nước Áo tiến hành quét dữ liệu hiển vi, rồi mô phỏng chế tác bằng kỹ thuật 3D. Virus này khiến Nhật Bản tuyên bố đất nước rơi vào trạng thái khẩn cấp. Tính đến ngày 20 tháng 1, đã khiến tỷ lệ sử dụng giường bệnh trên khắp Nhật Bản vượt quá 50%, xuất hiện sự căng thẳng của hệ thống y tế. Tổng số người bệnh chuyển nặng lũy kế đạt 1.014 người, lập kỷ lục trong 17 ngày liên tiếp, cũng ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của Nhật Bản. Nước Mỹ là quốc gia có tình hình dịch bệnh khá nghiêm trọng. Theo thống kê của trường Đại học Johns Hopkins, tổng số ca nhiễm COVID-19 của nước này đã đạt tới 24,5 triệu ca, với trên 400.000 người tử vong. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ, dự đoán tới ngày 13 tháng 2, cao nhất sẽ đạt tới 508.000 ca tử vong vì COVID-19. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay có ít nhất 60 quốc gia bị ảnh hưởng bởi chủng virus biến thể của Anh, bao gồm Mỹ, Nga, Brazil và Ấn Độ, đều phát hiện các ca bệnh bị nhiễm chủng virus biến thể, trong đó riêng tại Mỹ đã có 144 ca, phân bố tại 20 bang. Từ cửa sổ nhìn ra thấy bên ngoài trời mù mịt, người dân khi ra ngoài đều phải đeo khẩu trang. Theo 22 trạm quan trắc đo được từ ngày 21 tháng 1 trên khắp Đài Loan, chịu tác hại bởi những hạt bụi siêu mịn tại các khu vực như Vương Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng, Bình Đông đều nằm ở nơi đón gió, khiến chất ô nhiễm khó phát tán và bị tích tụ. Ngừng đạt mức độ báo động màu đỏ, cho tới ngày 22 tháng 1, trạm quan trắc ở Đài Nam vẫn đo được mức cảnh báo màu đỏ. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 1, chất lượng không khí ở vùng Tây Bán Bộ ngừng đạt mức cảnh báo màu vàng và sẽ kéo dài tới ngày 24 tháng 1, cần lưu ý sự ô nhiễm không khí. Do phải đón liên tục nhiều đợt ảnh hưởng của bụi siêu mịn, Sở Bảo vệ Môi trường cũng nhắc nhở người dân ở khu vực Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng và Bình Đông hạn chế hoạt động ngoài trời, đặc biệt là những người bị dị ứng phải đeo khẩu trang khi ra ngoài.